Chân mệnh đế tiên, tập 422. Một lượng thần thức khổng lồ tràn vào trong đầu, sắc mặt Mục Uyển Thanh và Niệm Vi trở nên đau đớn. Hai cô vội vàng khoanh chân ngồi xuống đất. Cả hai đều chưa tiếp xúc với việc luyện đan bao giờ, nhưng đây không phải là vấn đề. Diệp Đào có khả năng tạo ra thần, anh có thể đào tạo ra biết bao nhiêu luyện sư cấp 6 chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi. Đương nhiên, cũng có thể đưa hai người đến đỉnh cao của luyện đan trong vòng một tháng. Thần thức của Diệp Đại Hào vẫn đang truyền vào, hơn nữa còn tự mang theo phong ấn và sẽ được giải trừ khi khả năng luyện đan của Mục Uyển Thanh và Niệm Vi tăng lên. Không biết đến khi nào Diệp Đại Hào mới thu lại thần thông. Nhìn Tạ Vân vẫn đang im lặng không nói một lời ở bên cạnh. Đa tạ. Tạ Vân lên tiếng, lần đầu tiên hắn nói chuyện trịnh trọng như vậy. Diệp Đại Hào không thèm để vào tâm, đi tới trước đống bảo bối chất thành núi, lựa tới lựa lui như đi chợ. Anh còn không quên lấy một thanh thần kiếm từ trong túi đựng đồ ném cho Tạ Vân. Tạ Vân giơ tay nhận lấy, thần kiếm rung lên. Trên thần kiếm khắc phù văn cổ có khả năng trảm thiên diệt địa, kiếm trảm lô. Tạ Vân nhẹ nhàng vuốt ve, nụ cười mang theo sự thăng trầm. Đây là thần binh trảm lô mà hắn ta đã dùng khi xưa, cũng là món quà mà Diệp Đại Hào tặng. Bên trên còn nhúm vài sợi máu, đó là máu của hắn ta ở kiếp trước. Đêm khuya, Tạ Vân ôm kiếm trạm lô rời đi, tìm một đồng phủ trong đan phủ để lại bế quan. Mục Uyển Thanh và Niệm Vi vẫn đang ngồi xếp bằng trong đại điện, tĩnh tâm dung hòa thần thức Diệp Đại Hào truyền cho. Diệp Đại Hào cũng không rảnh rỗi, anh chọn pháp khí trong đống bảo bối chất thành núi ra, để lại món có phẩm cấp không tồi, còn lại đều được Hỗn Độn Thần Đỉnh hấp thu, trở thành nguyên liệu nuôi dưỡng nó tiến cấp. Làm xong mọi chuyện, Diệp Đại Hào mới khoanh chân ngồi xuống, cho viên nguyên thần đan vào miệng. Nguyên thần đan vào cơ thể ngay lập tức hòa tan, tinh lực dồi dào hòa vào thần hải của anh, nhấn chìm nguyên thần của anh. Đêm tối chìm vào tĩnh lặng. Khi bình minh đến gần, Mục Uyển Thanh và Niệm Vi mới dần tỉnh lại. Lĩnh hội cả một đêm, hai người cũng coi như đã nhìn thấu một vài kỹ năng đơn giản trong việc luyện đan. Điều tinh túy thực sự vẫn cần phải nghiền ngẫm lâu dài. Trước mặt hai người lơ lửng hai chiếc lưu luyện đan phi phàm được Diệp Đại Hào lựa chọn kỹ càng. Chúng đã được tiên hỏa và thiên lôi tẩy luyện, phẩm cấp không thấp, dùng để cho hai cô luyện đan. Hai người lần lượt nhận lấy, nhìn thoáng qua Diệp Đại Hào rồi hít sâu một hơi, lặng lẽ lui ra ngoài. Sau khi hai người rời đi, Diệp Đại Hào vẫn không nhúc nhích như một vị tăng già đang ngồi thiền. Ngày mới vẫn có rất nhiều người tới bái kiến, nhưng đều bị thể thị vệ của Niệm Vi chặn lại bên ngoài sơn môn. Các luyện đan sư trong đan phủ vẫn đang tận tâm luyện đan. Đầu đầu cũng thấy luyện đan sư tụm năm tụm ba tụ tập thảo luận về ý cảnh luyện đan. Udo cũng rất bận rộn, Khô Nhạc thất thủ, nhà chu tước tiếp nhận sản nghiệp của ông ta một cách nhanh chóng. Số lượng đông đảo, thế lực lớn mạnh, đến Nhược Thiên chu tước cũng phải giật mình. Mọi thứ đang diễn ra một cách có trật tự. Lại là một đêm tĩnh lặng, Diệp Đại Hào vẫn chưa tỉnh lại. Một cơn gió nhẹ không hiểu lòng người thổi vào đại điện, khẽ mơn trớn sợi tóc đen của Diệp Đại Hào, khiến người anh hơi run lên. Ý thức đi theo một con đường lạ, không biết sẽ đi tới đâu. Đây là đâu chứ? Trong làn sương mù, Diệp Đại Hào mở mắt, mờ mịt nhìn thế giới mơ hồ xung quanh, mây mù mờ ảo che khuất tầm nhìn của anh. Trong tiếng thì thầm của anh, thế giới mờ ảo trước mắt dần hiện rõ. Sông dài, núi lớn, bức màn bí ẩn được vén lên. Vùng đất rộng lớn lộ rõ vẻ thăng trầm thời cổ. Đó là một vùng sơn hà rộng lớn, mênh mông vô tận. Đây là Đại Sở. Người Diệp Đại Hào run lên, anh nhanh chóng nhìn chung quanh. Đại Sở, đúng là Đại Sở rồi. Diệp Đại Hào hưng phấn kích động, cực kỳ chắc chắn đây là nơi nào. Hai mắt anh đã ngấn lệ. Bất giác, anh lao vút lên trời cao như một tia thần mang, vượt qua núi non sông lớn, lướt khắp vùng đất rộng lớn mênh mông. Nhìn hết Bắc Sở lại nhìn đến Nam Sở, mỗi một ngọn núi một dòng sông, mỗi nhành hoa một ngọn cỏ, mỗi một gốc cây một thân gỗ đều như trong trí nhớ, cực kỳ thân thiết. Không biết đến lúc nào anh mới dừng chân dưới một tòa linh sơn. Linh sơn rộng lớn được mây mù bao quanh, dày đặc mà mờ ảo, tựa như chốn trần gian tiên cảnh. Hằng Nhạc,
Diệp Đào nghẹn ngào chạy lên Linh Sơn. Hằng Nhạc về đêm vốn nên yên tĩnh, nhưng lúc này lại có rất nhiều người đang đứng trên đỉnh núi. Diệp Đào nhìn thấy Dương Định Thiên, nhìn thấy Từ Phúc, Bàng Đại Xuyên, Đạo Giới Chân Nhân, Chu Đại Phúc, Hoắc Đằng, Đông Nhạc, Tề Nguyệt, từng khuôn mặt quen thuộc hoàn toàn trùng khớp với ký ức khắc sâu trong lòng anh. Cho dù đã 100 năm nhưng vẫn không thay đổi. 100 năm rồi, Diệp Đào, ngươi đã tìm thấy bọn họ chưa? Khi người Diệp Đào đang run lên thì nghe thấy những tiếng thì thầm này, anh muốn đưa tay ra chạm vào họ nhưng tất cả đều là hư ảo. Mở miệng gọi nhưng không một ai nghe thấy, như thể anh không tồn tại trong thế gian này. Mơ sao? Diệp Đào nói nụ cười tang thương, không gọi nữa, cũng không cố gắng chạm vào họ nữa. Anh lên Ngọc Nữ Phong, dừng lại ở đó rất lâu, không hề di chuyển, dù là mơ nhưng lại rất chân thực. Diệp Đại Hào đang nhìn, Diệp Đại Hào chợt nghe thấy phía sau có người có tiếng giọng nói kinh ngạc vang lên. Ngay vậy, Diệp Đại Hào đột nhiên quay người. Trong làn mây mù mờ ảo, Diệp Đại Hào nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp mơ hồ. Người đó ăn mặc trắng hơn cả tuyết, không nhiễm chút bụi trần. Nhìn kỹ thì thấy không ngờ lại là Nhược Thiên Chu Tước. Tiền bối, Diệp Đào sững sờ, Nhược Thiên Chu Tước cũng ngẩn ra. Hai người đứng đó thẳng tắp, một người như ngọn giáo, một người như trụ gỗ. Vẻ mặt ai nấy đều ngỡ ngàng, kinh ngạc. Đây là mơ sao? Hai người hỏi cùng một câu hỏi. Âm! Khi lời này vừa cất lên, thế giới biến thành những mảnh vụn, mọi thứ trước mắt đều tan biến trong mây mù. À! Trong đại điện Đan Phủ, Diệp Đại Hào đột nhiên mở mắt ra. Ngay người chừng 3 giây, Diệp Đào mất lần đất nhìn quanh. Thấy đây là đại điện của Đan Phủ. Tiểu hữu. Khi Diệp Đào còn đang ngây người thì nghe thấy bên ngoài đại điện có người gọi mình, giọng nói già nua gấp gáp. Diệp Đào lập tức đứng dậy, giải trừ phong ấn của đại điện thì thấy một huyền công đang đứng ở ngoài, hơn nữa vẻ mặt còn hơi lo lắng. Đi theo ta. Diệp Đại Hào còn chưa kịp nói thì một huyền công đã đột nhiên bước đi, không nói lời nào đã kéo anh đi. Khi hai người xuất hiện lần nữa thì đã ở trong rừng trúc tầng thứ 9 nơi Nhược Thiên Chu Tước ở. Tử khí nặng quá. Còn chưa vào rừng trúc mà Diệp Đào đã cau mày. Toàn bộ rừng trúc bị tử khí dày đặc bao trùm. Trúc xanh cũng bị khô héo vì tử khí. Cả rừng trúc không còn sự sống. Diệp Đào không nói lời nào, nhanh chân cướp bước đưa vào. Từ xa, anh nhìn thấy một bà lão ngồi khoanh chân ở đó. Mái tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo, khuôn mặt già nua, quanh thân là tử khí bủa vây. Đó chẳng phải là Nhược Thiên Chu Tước hay sao? Thấy vậy, Diệp Đào lại cau mày, mở tia linh nhãn, nhìn chằm chằm Nhược Thiên Chu Tước. Nguyên thần của bà ấy đang dần dần cạn kiệt. Bà ấy cần độ kiếp thiên nhân ngũ suy càng sớm càng tốt. Trong mắt một huyền công đầy vẻ lo lắng. Vãn bối nhìn ra được. Diệp Đào cũng hít sâu một hơi. Tiểu hữu, chúng ta cần sư tôn ngươi giúp đỡ. Một huyền công nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng. Vãn bối có sư tôn nhưng không phải là chuẩn thánh. Diệp Đào lắc đầu bất lực. Không, không phải chuẩn thánh sao? Liên quan đến tính mạng, đương nhiên vãn bối không dám nói dối. Ta tin. Một huyền công gật đầu trịnh trọng. Ông hiểu Diệp Đào, nếu giúp được thì anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Với sức ảnh hưởng của Chu Tước Tinh, chẳng lẽ không tìm được chuẩn thánh từ cổ tinh khác tới giúp hay sao? Diệp Đào thử hỏi. Thiên Nguyên tinh vực có rất nhiều cổ tinh, chuẩn thánh đương nhiên cũng rất nhiều. Một huyền công trả lời. Nhưng thiên nhân ngũ suy kiếp không phải là kiếp số bình thường, không phải 1-2 ngày là có thể vượt qua được. Tìm chuẩn thánh giúp đỡ có quá nhiều biến số, ai có thể đảm bảo rằng họ không nhân cơ hội này thôn tính Chu Tước Tinh chứ? Vậy thì đúng là khó khăn rồi. Vẻ mặt Diệp Đào trở nên nghiêm nghị. Không quá 3 ngày, dị tượng độ kiếp của Chu Tước sẽ xuất hiện. Để lúc đó, không chỉ Thanh Long cổ tinh mà những cổ tinh khác cũng sẽ nhìn thấy. Bọn chúng sẽ không để Chu Tước an ổn tiến lên thánh nhân đâu. Một khi bọn chúng liên thủ thì Chu Tước Tinh sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta cần ít nhất 2 chuẩn thánh để điều khiển kết giới bảo vệ. Dị tượng xuất hiện. Diệp Đào lẩm bẩm, hai mắt liên tục đảo qua đảo lại. Có lẽ có một cách có thể thử xem. Vài giây sau, Diệp Đào mới xoa cằm nói nhỏ. Cách gì? Một huyền công vội hỏi. Hố đen không gian.
Diệp Đào lập tức đáp lời, người chắc chắn có thể chứ. Mắt Mục Huyền Công sáng bừng lên, nhìn Diệp Đào, vạn bối đã từng thử. Diệp Đào trầm giọng, với hiểu biết của vạn bối về hố đen không gian, thì nó có thể che đi dị tượng độ kiếp, như vậy thì người ta sẽ không biết lão tổ đang độ kiếp. Đáng tin đấy. Mục Huyền Công vút râu, không còn đường lui nữa, buộc phải đánh cược một phen thôi. Diệp Đào thi triển Tiên Luân Thiên Đạo, đưa Nhược Thiên Chu Tước vào trong hố đen không gian. Chỉ mong bà ấy có thể độ qua được kiếp số này. Mục Huyền Công nhìn vào tinh không như đang cầu khẩn trời cao. Trong hố đen không gian, Diệp Đại Hào và Nhược Thiên Chu Tước đã hiện thân. Vừa đáp xuống, Diệp Đại Hào đã bước ra cả mười mấy trượng. Tiếp đó, khí huyết sục sôi, anh ngưng tụ ra lớp tiên thiên căn khí khải giáp. Vẻ mặt Diệp Đại Hào có phần tái nhợt. Quan trọng là vì đây là lần đầu tiên anh được Nhược Thiên Chu Tước, một tu sĩ chuẩn thánh vào đây. Uy lực của tu sĩ chuẩn thánh vô cùng mạnh mẽ, Tiên Luân Thiên Đạo có phần khó chống đỡ nổi. Tiếp đó chính là tử khí từ cơ thể Nhược Thiên Chu Tước tỏa ra. Đứng gần với bà ta sẽ bị liên lụy. Nếu như quanh năm đứng cùng với một người như vậy thì sinh khí sẽ bị ăn mòn. 3.000 năm rồi đó. Diệp Đào hít vào một hơi thật sâu. Đây chính là diện mạo mà Nhược Thiên Chu Tước vốn dĩ cần đối mặt. Bà ta hiện giờ quá già nua, cơ thể gầy khô, nhìn không ra bất cứ sinh khí nào, toàn thân mang theo dấu tích của thời gian. Chỉ thấy cơ thể Nhược Thiên Chu Tước run rẩy, bà ta mở mắt, đôi mắt vẫn đục. Đây là đâu? Nhược Thiên Chu Tước run run, giọng nói khản đặc, đôi mắt nheo lại. Hố đen không gian, ở cách đó mười mấy trượng, Diệp Đào truyền âm đến. Bóng tối vô tận, thật khiến người ta phải sợ hãi. Nhược Thiên Chu Tước nói với giọng khản đặc, mọi thứ đến quá đột ngột, vãn bối chỉ có thể nghĩ tới nơi này. Nơi này có lẽ có thể che đi được dị tượng độ kiếp của người. Đa tạ, người có yên tâm độ thiên nhân ngũ suy ở đây. Diệp Đào nói rồi liên tục xuất ra linh châu chiếu sáng, khiến không gian hàng chục nghìn trượng quanh đó đều rực sáng. Có ánh sáng mới có hy vọng. Ngươi và ta sao lại tương ngộ trong mơ chứ? Nhược Thiên Chu Tước khó nhọc ngẩng đầu, tĩnh lặng quan sát Diệp Đại Hào. Việc trái với quy luật thông thường đương nhiên sẽ nghĩ không thông. Diệp Đại mỉm cười, nói thật thì ta đã nhiều lần nằm mơ về nơi đó, những ngày gần đây lại càng mơ thấy nhiều hơn. Nhược Thiên Chu Tước nói ra bí mật, bóng hình mà ta vẽ chính là đến từ trong mộng cảnh. Đó chính là Đại Sở, là quê hương của vạn bối. Đại Sở, quê hương của ngươi sao? Nhược Thiên Chu Tước thầm nhủ, bà ta cau mày, càng nghĩ càng khó hiểu. Có lẽ đó cũng là quê hương của người. Diệp Đào mỉm cười, anh nhìn Nhược Thiên Chu Tước với ánh mắt đầy ý tứ sâu xa. Mọi sự việc diễn ra trong mơ, anh thực sự không thể giải thích, nhưng thân phận kiếp trước của Nhược Thiên Chu Tước thì có lẽ đúng là như anh nghĩ, chính là Diệm Phi, còn người mà bà ta vẽ chính là Thần Hoàng. Có lẽ vậy. Nhược Thiên Chu Tước mỉm cười mệt mỏi, bà ta vẫn nhìn Diệp Đại Hào. Ta cần phải độ kiếp rồi, có thể sẽ sống mà cũng có thể phải chết. Lão thần có một thỉnh cầu, mong vãn bối đồng ý. Vãn bối xin lắng nghe. Diệp Đại Hào chắp tay nói, thành thân với Linh Nhi. Tiền bối xin đừng như vậy, vãn bối và U Đô không thể dùng liên hôn về chính trị để ràng buộc được. Diệp Đào mỉm cười, dù người không còn trên đời thì vãn bối cũng vẫn bảo vệ U Đô. Diệp Đào còn thì U Đô sẽ còn. Ân tình này Chu Tước mãi mãi không bao giờ quên. Nhược Thiên Chu Tước nhắm mắt, bà ta mỉm cười như được an ủi phần nào. Thế rồi bà ta như không còn âu lo gì nữa, giải tỏa áp lực về kiếp số. Bên trong cơ thể có ánh sáng lan tỏa bao trùm lấy tử khí của bà ta. Tiếp đó một đạo thần hồng phóng ra khỏi cơ thể, hóa thành một con chim hồng tước khổng lồ, chóa mắt trong hố đen. Diệp Đào nghiêng đầu nhìn, anh nhìn chim hồng tước mà có phần kiêng dè. Nó mang theo uy lực của một bậc thánh nhân, không phải là tu sĩ chuẩn thánh có thể so bì. Diệp Đào thu lại ánh mắt, anh nhìn sang Nhược Thiên Chu Tước. Bà đã bắt đầu độ kiếp, toàn thân từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, tứ chi bát hải đều có lôi điện như muốn xé tan thân thể già nua đó. Thấy vậy, Diệp Đào cảm thấy có phần xót xa. Thiên nhân ngũ suy, kiếp số bản thân còn hơn cả lôi phạt của trời cao.
Thế rồi, Diệp Đào giơ tay lên, anh liên tục bấm đốt tay, dùng chu thiên diễn hóa, tính toán vận mệnh của Nhược Thiên Chu Tước. Có điều khiến anh phải bất lực đó là mệnh cách của Nhược Thiên Chu Tước quá cao, có một luồng sức mạnh thần bí che đi huyền cơ. Cho dù là chu thiên diễn hóa cũng không thể phá được. Muốn tính toán số mệnh của bà thì ít nhất anh phải tiến giới tới cảnh giới hoàng mới có khả năng. Đây chính là sự kiểm soát có sẵn. Bà ấy có lẽ là Diệp Phi, hoặc nhất định là Diệp Phi. Diệp Đại Hào thu lại thần thông, anh tĩnh lặng nhìn Nhược Thiên Chu Tước. Vì đã từng gặp trong mộng cảnh ở đại sở nên càng khiến Diệp Đại Hào quả quyết hơn. Thế nhưng cuối cùng anh Diệp Đại Hào không cũng kiềm chế lại. Anh không sử dụng bí thuật nghịch thiên về ký ức kiếp trước với Nhược Thiên Chu Tước. Đối với một tu sĩ chuẩn thánh mà nói, đụng chạm tới ký ức kiếp trước là một việc làm cấm kỵ. Chỉ cần không may sơ suất thì sẽ gặp phải ma chướng, chắc chắn ảnh hưởng tới việc độ kiếp số thiên nhân ngũ trụ ngũ suy. Nên Diệp Đại Hào không dám cược, anh cũng không thể đánh cược. Diệp Đại Hào cần phải đợi Nhược Thiên Chu Tước tiến giới tới cảnh giới thánh nhân, không còn rào cản là kiếp số thì có lẽ anh có thể thử. Cuối cùng, Diệp Đào nhìn Nhược Thiên Chu Tước lần cuối rồi bước ra khỏi hố đen không gian. Thế nào rồi? Nhìn thấy Diệp Đào ra ngoài, một huyền công vội tiến lên trước. Lão tổ đang độ kiếp. Diệp Đào nói rồi không quên nhìn tinh không tứ phương. Quả thực không hề xuất hiện dị tượng độ kiếp. Sự thực chứng minh suy đoán của anh là chính xác. Hố đen không gian quả thực có thể che đi dị tượng độ kiếp. Không có dị tượng độ kiếp, phía Thanh Long Tinh sẽ không biết Chu Tước đang độ kiếp. Một huyền công vô cùng kích động. Chỉ cần qua mấy ngày là được. Diệp Đào mỉm cười. Ta đi bố trí phòng ngự, tránh Thanh Long Tinh tới xâm phạm. Một huyền công nói rồi lập tức rời đi. Tiền bối, xin dừng chân. Diệp Đại Hào ngăn một huyền công lại. Mọi thứ làm như cũ vẫn hơn. Nếu điều binh tăng thêm phòng ngự thì ngược lại kéo theo sự nghi ngờ của Thanh Long Tinh. Nếu bọn chúng đánh tới đây thì nguy to đấy. Không ngờ ngươi còn rất hiểu binh pháp. Một huyền công mỉm cười. Đạo về binh, thật thật giả giả, hư hư thật thật, chính là đấu về pháp. Diệp Đào mỉm cười. Vậy thì ta nghe theo ngươi. Một huyền công hít vào một hơi thật sâu. Ông ta nhìn vào tinh không, không biết vì sao có Diệp Đào ở đây lại khiến ông ta yên tâm hơn phần nào. U Đô cũng nhờ có anh mà vượt qua kiếp nạn. Diệp Đại Hào tìm một chỗ thoải mái nghỉ ngơi. Anh lấy vò rượu ra, sau đó ngẩng đầu nhìn trời dư thể, nhìn thấy sơn hà bao la rộng lớn và ngọc nữ phong yêu dấu dù cách đó vô số vạn dặm. Có điều ngọc nữ phong lúc này quả thực có hai bóng người đang đứng đó, một nam một nữ như trong mộng ảo. Một người là Đông Hoàng Thái Tâm, một người là Phục Nhai. Không biết bọn họ tới đây làm gì, cũng không ai biết bọn họ đứng trên ngọc nữ phong. Thần nữ, người chắc chắn đã trông thấy Diệp Đại Hào sao? Phục Nhai đảo mắt nhìn Đông Hoàng Thái Tâm. Không chỉ Diệp Đại Hào mà còn có Diệp Phi. Đông Hoàng Thái Tâm lên tiếng. Không thể nào. Phục Nhai lắc đầu. Diệp Đại Hào quay về thì ta không thể không biết, còn Diệp Phi 3.000 năm trước đã quy tịch, sao có thể xuất hiện ở đại sở chứ? Đế đạo tiên thuật, mộng hồi thiên cổ. Trong màn đêm đen, Diệp Đại Hào đã quay về tầng thứ 8. Anh mở tiên linh nhãn, đảo mắt nhìn Đương Sơn Đan Phủ một lượt. Trong một tiểu viên, Niệm Vi và Mục Uyển Thanh đang luyện đan. Khả năng thiên bẩm của hai người bọn họ rất cao, mới chỉ trong một đêm mà đã có thể luyện ra linh đan hai vân, còn mạnh hơn cả anh năm xưa. Có điều, một người làm sư phụ như anh không phải không có công lao gì. Những gì anh truyền cho Niệm Vi và Mục Uyển Thanh đều là tinh túy trong luyện đan, có ý cảnh, cũng có ngụ ý, không khác gì tận tay chỉ dạy. Đó chính là pháp tốc hành. Diệp Đào thu lại ánh mắt, anh nhìn sang Tạ Vân. Tạ Vân vẫn đang nhắm mắt tìm kiếm cơ hội đột phá. Huyết mạch Chu Tước quả nhiên mạnh mẽ. Diệp Đào mỉm cười, anh quay người bước ra khỏi đại điện. Trong lúc này còn không quên đẩy hai thanh thần kiếm về phía tiểu viên mà Bạch Tố Tố và Lý Tiêu sống ở đó, chính là song kiếm tặng cho bọn họ là song nhất. Không lâu sau đó, Diệp Đào rời khỏi đan phủ,
ăn tới Chu Tước Điện ở tầm thứ 8, lĩnh 90 triệu nguyên thạch và vô số đan dược. Diệp Đế Hào lấy nhiều nguyên thạch và đan dược như vậy không phải là để làm của riêng mà có việc lớn cần dùng. Nhược Thiên Chu Tước đang độ kiếp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nhất định có thể tiến giới. Bà ta cần bổ sung tinh nguyên dồi dào không dứt. Lại quay về tầng thứ 9, lúc này đã rạng sáng, một huyền công vẫn đang đứng tại chỗ tĩnh lặng nhìn hư thiên. Diệp Đế Hào mỉm cười không làm phiền, tiên luân thiên đạo thi triển, anh quay về hố đen không gian. Nhược Thiên Chu Tước vẫn đang quanh chân, nhưng hình thái thật kinh người. Cả cơ thể bị lôi chớp đánh tới mức tang thương, lớp da bị lột bỏ, xương cốt rụng rời, còn đáng sợ hơn cả xác chết. Diệp Đào lập tức hành động, anh liên tục xuất hiện xung quanh Nhược Thiên Chu Tước, đem trận pháp mạnh mẽ bố trí tứ phương. Hố đen không gian không phải là một nơi tốt đẹp gì cho Cam, bất cứ biến cố nào cũng đều có thể xảy ra. Trận pháp dùng để bảo vệ Nhược Thiên Chu Tước, không thể để bà ta gặp phải bất cứ đả kích nào từ thế giới bên ngoài trong quá trình đột kiếp. Diệp Đào bố trí xong trận pháp thì phân ra mấy trăm đạo phân thân bảo vệ tứ phương. Làm xong xuôi, anh mới đứng ở vị trí cách Nhược Thiên Chu Tước nghìn trượng, rồi lại lấy vò rượu ra. Diệp Đào đang nhìn tu sĩ chuẩn thánh độ kiếp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau 100 năm nữa, thậm chí là 1000 năm nữa, anh sẽ độ kiếp giống bà. Lần này nhìn coi như là chuẩn bị tâm lý. Trong lúc này, Diệp Đào chợt đứng dậy, đôi mắt anh nheo lại, chăm chú nhìn một phương trong hố đen không gian. Từ xa, Diệp Đào có thể trông thấy một luồng ánh sáng đang lan dần với tốc độ rất nhanh. Chết tiệt! Diệp Đào bắn chửi, anh sải bước, bả long đào xuất hiện trong tay. Diệp Đào không nói lời nào, lập tức vung đào, vút! Luồng sáng kia bị trảm phá, lập tức tan biến. Thế nhưng, ngay sau đó liền có từng luồng sáng mới xuất hiện. Ngoại đạo pháp tướng, mở! Diệp Đào gầm lên, anh mở ra hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới không nứt lìa, thần bí mà mạnh mẽ. Trước và sau, chỉ vài giây mà hỗn độn thế giới của Diệp Đế Hào trông rất thảm hại. Khí huyết Diệp Đế Hào sục sôi, hỗn độn đạo tắc và sức mạnh huyết mạch được xuất ra. Anh lại lần nữa duy trì hỗn độn thế giới, đấu lại quần sáng kia. Quần sáng kia đến từ một nơi rất xa xôi, càng lại gần quần sáng, uy lực của quần sáng đó càng mạnh hẳn lên. Hỗn độn thế giới của Diệp Đế Hào có vài lần suýt chút nữa bị nứt lìa, anh phải cố gắng lắm mới khiến nó liền trở lại. Không biết từ bao giờ, Diệp Đào mới nhìn vào biển tiên quang ở nơi xa, là giọt tiên huyết đó. Diệp Đào nhận ra đó là vật gì. Trước đó, khi vào hố đen không gian, anh đã từng trông thấy giọt tiên huyết kia. Biển tiên quang kia chính là do tiên huyết nuôi dưỡng mà thành. Còn những quần sáng kia cũng đến từ giọt tiên huyết đó. Không thể để người gây chuyện được. Diệp Đào vẫn đang lại gần giọt tiên huyết đó, không giải quyết nguồn cơn từ đây thì có trời mới biết giọt tiên huyết này có thể gây ra chuyện gì rắc rối hay không. Nhược Thiên Chu Tước vẫn đang độ kiếp, không thể bị ảnh hưởng. Đây chính là việc liên quan đến tính mạng. Đế giác giúp ta chút đi. Diệp Đào xuất ra miếng đế giác không còn nguyên vẹn. Giọt tiên huyết kia chính là máu của chuẩn đế. Mặc dù chủ nhân của nó đã chết, nhưng uy lực của nó vẫn rất mạnh mẽ. Anh cần pháp khí có sức mạnh hộ thân mới có thể lại gần. Còn đế giác rõ ràng là lựa chọn vô cùng hợp lý. Có điều, nghe thấy Diệp Đào gọi, đế giác lại không xuất hiện. Mặc dù nó không ra ngoài, nhưng hỗn độn thần đỉnh lại lao ra. Vù! Hỗn độn thần đỉnh vừa xuất hiện đã đại triển thần uy. Nó biến to lên như cả ngọn núi bảo vệ Diệp Đào. Bang bang bang! Quần sáng mà tiên huyết kia tạo ra dội từng đợt vào hỗn độn thần đỉnh. Lại nhìn hỗn độn thần đỉnh lúc này thực sự bá đạo, nó không hề dịch chuyển mà vẫn đứng sừng sững giữa thiên địa. Thấy vậy, đôi mắt Diệp Đế Hào chợt sáng lên, anh suýt chút nữa thì quên đi tiền thân của hỗn độn thần đỉnh. Nó được đúc từ Đại La Thần Thiết, còn Đại La Thần Thiết lại có liên quan tới Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết, có uy lực chống lại tiên huyết. Bắt đầu! Đầu Diệp Đế Hào lơ lửng hỗn độn thần đỉnh, anh cứ thế tiến lên, xông vào biển tiên quang và tiến lại gần giọt máu tiên. Chỉ có tới khi cách nó 100 trượng, Diệp Đào mới dừng lại. Vì tiên huyết hiện uy, có kiếm mang do đạo tắc hình thành, mỗi một đạo đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Lúc này hỗn độn thần đỉnh bắt đầu lung lay, trên thân đỉnh
từng vết chém lưu lại. Diệp Đào nhờ nhìn giọt tiên huyết kia, chủ nhân của nó trước kia chắc chắn là vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù đã quy tịch, nhưng bên trong giọt tiên huyết kia vẫn tồn tại đạo tắc của người đó. Ép ta sao? Diệp Đào hắng giọng, mặt mày hung tợn. Hỗn độn thần đỉnh không thể bảo vệ anh lâu hơn được nữa. Sớm muộn gì cũng bị giọt tiên huyết kia đánh lui. Diệp Đào mở ra lục đạo tiên linh nhãn. Anh ngắm chuẩn giọt tiên huyết kia và chuẩn bị đánh đổi thọ nguyên để thi triển thiên chiếu.